Sản phẩm tiếp theo Ngọc Việt Shop xin giới thiệu với mọi người là dòng sản phẩm máy xay thịt hàng nội địa Nhật. Em này sử dụng để áp 100V, công suất 160W nhé. Với ca này các bạn sẽ có thể xay tầm từ 3 đến 4 nàng thịt. Cái dùng rất đơn giản thôi, và ấn vào đây, ấn giữ. Máy được đẹp tầm 95% mọi người nhé, nguyên bản 100%, chưa sửa chữa. Ca nhựa và rất là đẹp, không bị vỡ hay đứt toác cho là. Sau khi các bạn xay xong thì các bạn xoay theo kim đồng hồ cái lắp này để qua mở ra nhé. Các bạn nhấc đây. Còn cái này các bạn đi đây có biểu tượng này. Các bạn xoay một bản tay giữ cái bên này và xoay này ra theo kim đồng hồ thì sẽ mở được cái cố này ra, bởi vì một tay mình không tháo được. Và khi các bạn lắp, các bạn lắp ngừa lại là cho cố này trước. Sau đó các bạn cho bánh răng, các bạn nắp vào đây. Lưu ý một chút nào, các bạn phải lắp đúng nhá, bởi vì tại vị trí này này, đây có một cái chốt khóa, các bạn không xoáy được cái gờ này vào để móc một cái khóa thì nó sẽ không chạy được. Các bạn cho cái này, các bạn xoay này. Đấy, đây vị trí này là cái lớp khóa này, là cái tạch tạch này, đấy là ok, là sử dụng được. Các bạn không lắp vào cái khóa này thì nó không chạy mọi người nhá, anh em lưu ý. Ok, sản phẩm này Viên đang bán giá là 1 triệu đồng, đã bao gồm free ship. Anh em cần liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Xin chào mọi người các video tiếp theo.